quý vị cũng sẽ ngạc nhiên lắm, tại vì lần đầu tiên mà Phường Thủy dám nhờ một đứa con gái nuôi là Bảo Châu lên để quay clip này, để Phương Thủy có chút tâm tình với các bạn nhà Facebook cùng những ai đã xem video clip này ở trên YouTube. Tại vì sắp tới sẽ có một cái show diễn gọi là Tôi Yêu Cải Lương, do con gái Phương Thủy là bé Hồng Vân. Mọi người biết là bé Hồng Vân thôi, nhưng tên chương trình để là Tường Vân. Thì cháu hay đi hát bên Úc, hát cho các chùa, cháu để là Tường Vân. Trong câu kinh có để là vạn sự cát Tường Vân, kiết Tường Vân, thì cháu tính lễ là kiết Tường Vân. Thủy nói thôi, con để Tường Vân được rồi. Thì quay trở lại là trong cái show diễn ngày 4 tại Sydney, ngày 5 ở Adelaide và ngày 6 tại Melbourne. Đó cũng như là cái tâm, cái tình của con gái. Khi nói mẹ ơi con muốn tổ chức một cái đêm như vậy thì Thủy rất là ngạc nhiên. Tại vì từ một đứa bé nhút nhát, hồi xưa giờ là ít khi nào mà nói với ai biết là mẹ là Phương Hồng Thủy. Rồi bé cứ âm thầm đi học rồi đi làm. Nhưng mà tự nhiên bây giờ sau 15 năm đi học bên Úc rồi giờ cháu muốn tổ chức. Thì Thủy mới gọi anh chị em thì ai cũng vui hết, nói thôi con nó làm thì mình cùng chung tay. Thì bây giờ thời gian nó cũng không còn nữa, sắp tới cái ngày 4, ngày 5, ngày 6 rồi. Thì Phương Thủy hy vọng mọi người khi xem chương trình Tôi Yêu Cải Lương hay là Cải Lương Tôi Yêu, đó là cái tấm lòng tôi ở đây, cũng có nghĩa là Phương Hồng Thủy hoặc là Thoại Mỹ hay Ngọc Quyền hay chị Ngọc Đáng hay anh Linh Tâm hoặc tất cả những khán giả xem cải lương đều có thể có quyền nói tôi yêu cải lương, vì đó là một cái nét văn hóa của Việt Nam mình mà Thủy cùng các bạn không ai muốn nó để mai này nó bị mất đi. Muốn cho mọi người cũng phải nhớ về Việt Nam mình cũng có một bộ môn gọi là cải lương, gọi là một cái nghệ thuật. Mà nếu nói theo mà thầy cô dạy học, đó là một cái nghiệp và một cái đạo của mình. Cho nên Phương Thủy thay mặt các anh chị em luôn trân trọng cái nghề mình đi theo. Và Thủy hy vọng khi mọi người đến xem sẽ rất là vui khi gặp lại Ngọc Quyền với một cái trích đoạn, cái vai xuất sắc của Quyền là Sử Án Phi Giao. Rồi anh Chí Tâm và chị Ngọc Đáng, người lớn nhất trong đoàn, thì anh Chí Tâm sẽ có một trích đoạn với Thanh Hằng, đó là cái vở Ông Cò Quận 9 với Kim Tiểu Long vai Long Hồ và Phương Hồng Thủy vai Lê Thị Trường An. Rồi Thanh Hằng với Thoại Mỹ cũng nổi tiếng trong cái vở Duyên Kiếp, thì sẽ xuất hiện ở đó với cái trích đoạn gọi là Duyên Kiếp cùng với anh Linh Tâm. Rồi Mai Thế Hiệp, diễn viên điện ảnh, cũng sẽ gặp gỡ chị Ngọc Đáng trong một cái trích đoạn cải lương Hồ Quảng rất là hay. Rồi anh Linh Tâm với Thoại Mỹ cũng sẽ có trích đoạn là rất dễ thương mà đẹp, gọi là Tình Sử Dương Quý Phi. Quý vị cũng sẽ là rất là vui khi gặp lại Linh Tâm với Thoại Mỹ qua một trích đoạn rất là vui nhộn được mang tên là Chuyện Tình Cô Gái Bán Rau Nhút. Cũng như Phương Hồng Thủy cùng các bạn, các anh chị em cũng sẽ hát những bài tân cổ nhạc ở trong đó để nói về gợi ca tình yêu quê hương và tình yêu đôi lứa, những trắc trở trong tình cảm, những cái bài có thể nói lên nhiều nhiều tâm sự của mỗi người. Thì với cùng với dàn nhạc của anh Thái An và hai nhạc công ở bên Úc, Phương Thủy hy vọng một chương trình gọi là hát live thì tất cả các nghệ sĩ sẽ cùng hát cho mọi người xem, thì quý khán giả cũng sẽ cảm thấy mình đi xem một đêm rất là trân trọng và đáng quý, không phí đồng tiền mình bỏ ra. Thì không gì hơn, Phương Thủy mong rằng tất cả anh chị em, nếu ai đã xem clip này có thể nhân rộng ra, kêu gọi mọi người đến ủng hộ và đến xem một chương trình có thể lần đầu tiên tổ chức tại Úc, đó là show diễn Tôi Yêu Cải Lương ngày 4 tại Sydney, ngày 5 tại Adelaide và ngày 6 tại Melbourne. Phương Thủy hy vọng rằng mọi người sẽ không thất vọng với đêm diễn này. Phương Thủy cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian xem video clip này. Cảm ơn rất nhiều.